Sao người buồn vậy? Trời ơi, mới vô rồi. Đòi chia tay, chia tài sản đi. Hai chiếc xe mọi người chiếc, hai miếng đất mọi người miếng. Ủa, con đứa con thì sao chia? Trời ơi, vậy cũng đòi chia tay. Ủa, quay sao nằm buồn vậy anh? Tình hình đi làm lúc này nắng mưa khó khăn quá em ơi. Anh tính mua chiếc xe đi làm. Vậy anh tính mua xe gì? Mua xe hơi chứ xe gì? Trời ơi, phụ hồ mà đặt mua xe hơi. Anh ơi, đây anh nghe nè. Cái gì? Cái ông hàng xóm nhà mình á, bị vợ lấy hết tiền, bỏ đi luôn rồi. What? Tội nghiệp quá à. Anh còn tội nghiệp hơn ổng nữa nè. Tội nghiệp. Em nghe coi, em lấy hết tiền của anh, em còn chưa chịu đi nữa nè.